Xin kính chào quý bà con, quý cô chị, các bạn đang xem kênh. Thì chiều hôm nay là thứ bảy ngày 29 tháng 7 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng vào buổi chiều hôm nay ở khu vực đồng bằng miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản như mít Thái hay là giá ớt hàng ngày, giá nhãn hàng ngày trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý anh chị nào có xem kênh, có quan tâm đến giá thanh long hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, quý anh chị, tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng chiều hôm nay thì giá tiếp tục đang có biến động nhẹ, giá tăng nhẹ so với lúc sáng và so với ngày hôm qua. Trong 1-2 ngày trở lại đây thì thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây đang có chiều hướng đang tăng nhẹ. Long ruột đỏ ở khu vực miền Tây thì lô 1 đang nằm trong từ 18 đến 20. Loại 2 dao động từ 14 đến 15 ngàn, loại 3 dao động từ 10 ngàn đến 12 ngàn. Hàng giả của thanh long ruột đỏ hiện nay ở khu vực miền Tây thì đang nằm trong từ 3 đến 4 ngàn. Cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng bữa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1 đến 2 ngàn tùy theo từng nơi. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây. Giá này là giá thương lái thu mua tại vựa nha quý bà con, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa và tùy theo từng thương lái. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng. Giá thanh long trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì hàng đẹp dao động từ 14.000 đến 16.000. Hàng sang dao động từ 10.000 đến 12.000. Hàng giả của thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây thì giá đang nóng dòng từ 3.000, từ 2 đến 3.000. Còn tình hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp đang nóng dao động từ 13.000, 14.000, 15.000. Và sàn thì 11.000, 12.000, 13.000. Hàng giả của thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì đang nóng dòng từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký, tùy theo từng nơi, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột đỏ. Giá thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận thì đang có chiều hướng đang tăng. Hiện nay thì thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận loại 1 dao động từ 13.000 đến 15.000, loại 2 dao động từ 9.000 đến 10.000, còn loại 3 dao động từ 6.000 đến 7.000. Hàng giả của thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận thì đang nóng dòng từ 3 đến 4.000, tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn trong những clip tiếp theo trên kênh.